Cái bộ sách này rất là hữu ích, thiết thực đối với các em sinh viên. Tôi thấy rằng là đây là một trong những cái việc làm bổ ích, chắp cánh cho cái nguồn tri thức cho các em sinh viên, và nó cũng định hướng cho các em sinh viên trong tương lai khi mà bước ra đời. Em thấy đây là một chương trình rất là bổ ích, sẽ tiếp thêm động lực cho em, giúp cho tương lai em sau này tốt hơn. Thực sự cái chương trình Hành Trình Từ Trái Tim của Trung Nguyên nó rất là ý nghĩa, tại vì nó không những đem lại cho tụi em những cái kiến thức, mà nhờ những cái kiến thức đó mà tụi em có một cái suy nghĩ rất là lớn để có thể làm giàu không những cho chính bản thân mình mà có thể làm giàu cho đất nước. Và em nghĩ là Trung Nguyên không chỉ là cà phê mà còn là tri thức. Đối với chị thì năm quyển sách này là năm quyển sách rất là ý nghĩa. Nó là nền tảng để cho không chỉ là học sinh, thanh niên khởi chí lập nghiệp, mà kể cả tất cả các bạn đọc đều cần đến. Những cuốn sách là kho tàng tri thức để giúp em dẫn bước trên tương lai, và cuốn sách này sẽ trở thành người bạn để đồng hành cùng em trong tương lai phía trước. Đoàn đến tặng sách cho các em thì cái này là cái niềm vui của nhà trường rồi, cho các em được đọc được nhiều trong sách, nhiều kiến thức hơn, bổ ích cho cái trong cuộc sống các em. Ở đây hầu như là chỉ học sách giáo khoa thôi, các em nó cũng chưa tiếp cận được với sách nhiều, nên là qua cái quyển này thì tôi nghĩ là các em nó sẽ định hướng được cho tương lai nhiều hơn.